Em thấy chị cũng bình thường thôi mà sao cưới được anh Lâm Tiến Nghi. Trong cái bình thường đó đó Hùng ơi, trong cái bình thường đó mới ác đó. Bởi chính vì cái bình thường đó mà mình mới lấy được anh Lâm Tiến Khang á, là nó mới là không bình thường đó. Bởi vì cái chính bình thường đó đâu phải những cái con mà bình thường giống như con này mà lấy được anh Lâm Tiến Khang, phải đặt dấu chấm hỏi nha. Nha. Nha, bạn đã tìm hiểu được cái lịch sử chưa? Hả? Bạn đang tìm hiểu được cái lịch sử mà cái con này là cái con bình thường chưa? Bình thường là bình thường cỡ nào? Ừ đúng rồi, thì em là bình thường trong với những các chị ở ngoài bình thường nha. Nhưng đối với chồng em không bình thường nha mấy chị. Nha anh Hùng. Anh Hùng. Có kem trắng da mụn không chị? Trời ơi trời, nói chuyện mở miệng ra đàn ông ra mà nói mở miệng ra là biết là cái tính đàn bà rồi đó. Trong các bình thường đó, ủa bình thường. Ý là cái kiểu sao không? Cái kiểu con nhỏ này nó đâu có đẹp đâu. Ủa nhỏ này chắc má này tướng chắc cỡ 1.5 mà sao lấy được anh Lâm Tiến Khang vậy vậy hả? Bà la bà lu hả? Ủa nghĩ sao nếu mà bình thường cỡ đó thì đó chính vì xấu quá mới dính được anh Lâm Tiến Khang đó. Hiểu không? Mệt quá. Chửi cũng mắc cười nữa. Nổi tôi chửi cũng mắc cười. Thiệt chứ nhìn cái tên vô hỏi một câu là thấy biết là con người cái miệng là miệng gì rồi. Có kem trắng da mụn không chị? Thì cái mở miệng cái đàn ông mà nói câu chửi thấy anh bình thường mới lấy anh lên chứ. Ủa thì bình thường mới lấy được vậy đó. Cái tầm của mình nó cỡ vậy đó, hiểu không bạn? Bạn hiểu chưa? Bả đang đẹp chọc bả chi cho bả càng đẹp hơn. Thiệt chết. Emily vô. Emily. Emily yêu. I love you. Mắc cử. Cấm đi. Em đang hỏi con dụng về cái gì? Thì có chứ, tự nhiên mỗi lần chửi cái nhà vô đông quá chị. Ủa hình như là mỗi lần tôi chửi lên là giống như là tôi kéo đồng bọn tới, giống như là tôi hô hào, tôi kéo mọi người tới, mọi người ủng hộ em đó, đúng không mọi người? Đúng không? Mà nhưng mà mấy chị thấy đi, mấy chị có thấy là em nãy giờ em là em rất là hiền hậu, thánh thiện và đức độ, đúng không mấy chị? Em không đụng tới bất cứ ai luôn, cuộc đời của em luôn á nha. Ví dụ như cuộc đời của em nó có éo le cuộc tình cỡ nào đi chăng nữa đi nha, thì cái cuộc đời của em đã chấp nhận vấn đề gì thì em là cái người em chấp nhận, em không hối hận bất cứ một cái điều gì khi em hướng về ai hết, đúng không? Đừng bao giờ nói về, đừng ai bất cứ chạm về cái vấn đề tại sao bình thường. Ủa tại sao? Ủa nếu mà cái người mà bình thường á thì tại sao mình dính được như vậy, đúng không? Mình phải đặt cái dấu chấm hỏi. Đây là chị Quỳnh Như có theo dõi chị hồi xưa nè. Anh Lâm Tiến Khang cũng bình thường mà, ổng với bả lấy nhau lúc chưa có gì. Thiệt chứ. Này mới biết bà nhỏ giống mẹ. Mọi người để ý là người biết liền. Giống thiệt. Cái mỏ giống ai là biết liền. Thiệt chứ. Bình thường nhưng không tầm thường. Cái đúng rồi, bình thường nhưng không tầm thường. Cái tầm của mình nó nằm ở đâu vẫn là nằm ở đó đó mọi người. Mọi người nghĩ đi, cái tầm của em bình thường mà em nói thiệt nha, cái bình thường của em mà nhiều người người ta muốn giới tới á mà em không thích á nha mọi người. Em chỉ chung thị đúng một người chồng của em thôi nha mọi người nha. Nha, cái tầm của em là cái tầm đẳng đó, nằm ở đó. Tại vì em thuộc cái dạng mà tầm thường quá nên là hả, em không có muốn dính thân vào bất cứ một người đàn ông nào hết. Cho dù chồng em có khổ cỡ nào em cũng vẫn chấp nhận nha. Đó là cái phần tầm thường của em, nó nằm tầm thường ở đó đó nha. Đẳng của em là nằm ở đó. Chứ em không phải giống như những cái gì nha. Nha anh. Ủa lộn nha bạn. Bạn chắc cũng nhỏ hơn tôi rồi đó. Hai vợ chồng người ta xứng vậy mà vô nói bình thường cho nội. Thiệt chứ. Chị gì mới hỏi công dụng à? Thôi mình trở lại về cái công dụng đi nha. Chị Ly hỏi